Vừa qua, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số ID Bộ Công Thương phối hợp cùng Amazon Global Selling và tập đoàn TNT Group chính thức phát động cuộc thi Tài năng Thương mại Điện tử xuyên biên giới Việt Nam 2019. Lần đầu tiên được tổ chức với quy mô toàn quốc, cuộc thi đem đến sân chơi thiết thực và chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm kinh doanh toàn cầu thực tế dành cho sinh viên. Tham gia cuộc thi, sinh viên sẽ được thể hiện các ý tưởng, kế hoạch kinh doanh liên quan tới sản phẩm dịch vụ có thể triển khai với mô hình thương mại điện tử xuyên biên giới. Ngoài ra, sinh viên cũng sẽ có cơ hội tham gia vào khóa đào tạo thương mại điện tử, xây dựng kế hoạch kinh doanh và xây dựng thương hiệu toàn cầu. Tại sự kiện này, các bạn sinh viên có cơ hội lắng nghe và trao đổi trực tiếp với những nhà bán hàng trực tuyến thành công, cùng đại diện các nhà cung ứng dịch vụ khác nhau từ thanh toán, vận chuyển, pháp lý, đăng tải sản phẩm quảng cáo và quản lý tài khoản. 10 nhóm tham gia có đề án kinh doanh xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn và nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ các doanh nghiệp hỗ trợ sản phẩm và dịch vụ trong và ngoài nước.